tôi thế cũng mừng và không quan tâm đến. Cú sút đáng đồng tiền bát gạo nhất đây. Bay ra Hà Nội chỉ để sút cái này. Nước Việt Nam chúng ta có 95 triệu dân, nhưng mà nói thiệt với mày luôn, chỉ có một người có Diễm Phúc sút vào mặt Lương Thanh Độ. Thế gì Vin? Hả? Dạ. Nói gì cho giống anh Độ mày. Mà hôm qua là sinh nhật anh Độ mà tao chưa hát chúc mừng sinh nhật anh Độ. Ôi kỳ nha. Giờ hát bù. Ok ok. Happy birthday anh Độ. Anh Độ là anh Độ là anh Độ đó mà vô cái nốt đó là anh Độ. Tưởng con ngắn đâu tập tạ chứ. Ôi trời đi hát. Ôi trời em.